Hi, chào anh em, hòa chị lớp mình là từ lũy chị đã rất vui quay trở lại bạn là trong video ngày hôm nay với video là chuẩn bị cái vòng đua Melee. Các bạn có thể thấy là khi mình làm bên Quyền Vương 98 bên server quốc tế thì thật sự lý mình làm video mới đua bot liên tục các bạn ạ, chỉ không sợ không có kim cương mà tham gia thôi, chứ thật sự bot nó ra liên tục các bạn ạ. Một tháng mình có khi mình phải làm đến 3 đến 4 video phải đua bot mất kinh vai luôn các bạn ạ. Thế thì lần này là đua con Melee các bạn nhé. Để sự bá đạo của Melee thì một số video trước là mình có đề cập rồi, tuy nhiên thì sự để nó hữu dụng trong nhiều đội hình, nhiều meta như là Ashe hay là như Omega Lugo hay như Leona gì thì thật sự là không có các bạn ạ. Đấy, nó có lẽ nó chỉ hữu dụng nhất là trong team nữ hoặc là team hổ thôi. Đấy, có lẽ là như vậy, mình nghĩ là như vậy. Nhưng cũng với nhưng mới một số server thì thật sự thì Melee nó vẫn là một cái võ sĩ có cái khả năng tạo đột phá và nó hết sức mới mẻ, cho nên là vẫn cuốn hút một lượng người chơi đông đảo, đặc biệt là những người chơi team số nữ hoặc là muốn lấy về trải nghiệm. Thật sự thì bên này cũng có rất là nhiều đại gia các bạn ạ. Đấy, ở bên riêng bên xem một số server khác nha thì mình đã thấy có khoảng độ 7.000 điểm cũng có rồi, khá là cao đấy các bạn ạ, khi mà thật sự con này không phải là một con quá hot. Bên server 60 thì mình thấy rằng điểm số của nó không hẳn là quá cao, có đúng một người lên 5.000 điểm nó là S7 trùm nhưng chắc là hàng fake đúng không? Ngày xưa S7 trùm ở Việt Nam nó khác khác một chút cơ. S7 trùm này mình nghĩ là S7 trùm ngày xưa chắc nghỉ game rồi, không chơi nữa. Đây nó chắc là một bạn nào đấy gọi là thích thì đặt tên thôi đúng không? Ai cấm được, ông cấm được à? Đúng không? Ok, thì bạn đặt tên thôi. Thì sao nhỉ? Chắc là sẽ có cơ hội đạt top 1 cao nhất. Tuy nhiên thì những cái top bên dưới cũng không cách nhau quá nhiều. Mình nghĩ rằng chỉ có mỗi top 1 và top 2 là chênh lệch nhau tương đối đáng kể. Còn lại thì các top bên dưới rất sàn sàn nhau các bạn ạ. Top 2, top 3 chênh nhau hai cú click đúng không? Top 3, top 4 và tổ hợp top 5 nữa chỉ chênh nhau có một hai cú click thôi. Và cứ thế nó dàn trải từ đấy cho đến tận top 30 các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn thấy một loạt các ông toàn 3.500, 3.600, 3.700 đúng không? Rồi là 3.300, 3.200, 3.000 29, 28, 27, 26, 25 luôn. Đúng chứ, 26 luôn, đúng không? Nó sát ra sàn nhau các bạn ạ. Tức là nó không hẳn phụ thuộc vào là bạn có nhiều kim cương hay ít kim cương đâu. Đấy, cái giống này nó thì nếu mà nhiều kim cương nha, các bạn ý nó lên 7.000 điểm như một số server, như một số server cũ luôn. Đấy, đằng này nó cứ sàn nhau. Không đua thì cái gì nhỉ, tiếc đúng không, chỉ cần 3.000 điểm mà đã leo lên top cao tướng rồi, mà đua thì đến lúc giờ cuối công lại lao lên chao ao tranh nhau đúng không, thành ra là mình lại hố đấy, thì là rất là khó các bạn ạ. Bỏ thì thương, vương thì tội, đây chính là cái tình thế tiến thoái lưỡng nan trong việc đua bot. Mình cũng đã rất phân vân là không biết là có lên hẳn 3.500 điểm không, vì lên lên 3.500 điểm thì nhận được thêm về tận 25 mảnh Melee nữa, và cứ như tình trạng này thì hoàn toàn mình có thể tiến hẳn được vào top 10, thậm chí top 6, top 5 cũng không biết chừng đúng không? Đấy, thành ra là rất là phân vân. Thì cái này để trong khoảng độ 8 tiếng nữa. Kể từ thời điểm này, bây giờ đang là khoảng 1 rưỡi sáng ở bên Việt Nam. 8 tiếng nữa thì nó sẽ rơi vào khoảng độ 9 rưỡi sáng của giờ Việt Nam các bạn ạ. À. Đấy, giờ server sẽ là 9 rưỡi tối. Đấy, thì mình sẽ phải chuẩn bị từ 9 giờ đúng không? Ngày mai mình sẽ phải cắm kem một tí. Chắc video cũng không được dài nhưng mà cũng sẽ có video cho các anh em đừng quên để lại một like, subscribe cho kênh YouTube của mình để tiếp tục là có những cái video nói chung là đầy đủ về các cái sự hiện diện của tình hình chung server Quyền Vương 98 USA nói chung và S60 nói riêng đúng không? Đấy, hôm nay thì cũng là ngày đầu tháng các bạn ạ. Đây cho các anh em xem lịch đúng không, đâu chưa nhìn được lịch à, đây mới là nhìn được lịch đúng không? Đấy, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12 ở bên Việt Nam, nhưng bên nước ngoài nó bên mùng 1 các bạn ạ. Bây giờ đã đang là 1 giờ trưa mà 1 rưỡi trưa bên mùng 1 của họ. Ấy thì cũng chính là cái ngày mà khai mở rất là nhiều cái từ gọi là reset khởi động lại vân vân đấy, đại loại như vậy, reset rank các thứ đấy đúng không, rất là trong rất nhiều hạng mục. Trong đó thì mình để ý là có rank hạng mục là hạng mục đấu trường lên server, thì đây cũng là lần đầu tiên S60 được tham gia, còn các server khác thì họ đã tổng kết và trao tưởng lâu rồi. Đấy, và tất nhiên thì S60 khi đấu trường lên server là một cái đấu trường các bạn nha, chứ không phải võ đài nhá, đấu trường tức là 6v6 ấy. Đấy, thì đây là đấu trường lên server, nó lại là rất nhiều server tổ hợp lại với nhau để đánh nhau, nhưng mà nó lại là 12 võ sĩ chứ không phải là 6 võ sĩ các bạn ạ. Đấy, thành ra là bên những cái server mới sẽ rất là thiệt thòi, nhưng không sao, đấy là chuyện hết sức bình thường. Mình nghĩ rằng sau khoảng độ một tháng nữa đấy thì cái khoảng cách thực chiến nó sẽ giảm đi rất nhiều các bạn ạ. Đấy, nó vẫn có khoảng cách nhưng mà giảm đi rất nhiều. Sau 2 tháng thì mình nghĩ rằng nó sẽ ngang bằng nhau, không chênh lệch nhau quá nhiều. Ai bui tốt hơn thì người đấy sẽ có lợi thế thôi, chứ không hẳn là anh bui sớm thì anh sẽ có lợi thế gọi là nhiều hơn quá. Tất nhiên là nó sẽ có lợi thế hơn nhưng mà nó không phải là
quá đáng quá thể như bây giờ đúng không? Mình nói luôn mình không leo lên xe ra anh khác các bạn, bởi vì rank đồng hai này đúng không? Tức là mình chỉ hơn được cái rank đồng một có một cái tí xíu ấy. Đúng không? Đây để cho các anh em nhìn đúng không? Đây đây là phần thưởng gọi là đạt đến rank nào thì nhận thưởng rank đấy các bạn nhé. Đây đúng không? Đấy, đều là not complete, là chưa hoàn thành. Đấy, leo được mỗi hai rank khổ lắm các bạn ạ. Thôi xe vừa mới thì chấp nhận, hy vọng là khoảng độ hơn 20 ngày nữa, chính xác là 21 ngày nữa đấy, thì mình sẽ có thể là leo, đặt mục tiêu là leo đến rank gì. Khó lắm các bạn ạ, đồng sư chắc không được đâu, thôi cùng lắm là đến rank bạch kim một các bạn nhé. Đấy tức là lên được vàng này đúng không, đấy, vượt qua rank vàng 3 đến bạch kim một là giỏi lắm rồi đấy các bạn ạ. Đấy còn đâu để phục vụ cho nhà tháng sau nữa. Đấy, phần thưởng của nó thì mình thấy khá là đa dạng, kim cương là chính, bụi phím là thứ nhì, mảnh võ sĩ tư chất 13 14 là thứ ba, còn lại vàng với hội đá cường hóa không tính tiền đúng không? Đấy. Chỗ này chỗ một chỗ kiếm bụi phím mình thấy khá là ngon. Đấy, mình vừa đánh mất 10 trận luôn rồi các bạn ạ, để ăn luôn cái này đúng không? Đấy, các bạn nhìn thấy rất là nhiều vàng. Cũng có mảnh vạn năng luôn. Thì đây cũng là một chỗ kiếm mảnh vạn năng mình thấy ngon. Đấy, điểm thiên phú ngon, nói chung là ngon. Ăn được thêm một bụi phím nữa. Đấy, xe vừa mới thì mình nghĩ là không nên tiếc kim cương cho vụ này. Đấy, nên là chơi để gọi là lấy đồ, đặc biệt là những người mà đã lấy được boss về về rồi nhá. Ví dụ như mình là mình có Melee rồi này đúng không, có Athena mình cho lên hai rồi, mình sẽ không phải đua quá nhiều boss nữa. Ví dụ như con As ủng gì đấy là mụ cai mụ củng gì đấy là thôi mình không đua nữa đúng không, thì hoàn toàn là mình có tiềm lực để nói chung là sẽ còn kim cương để dành cho những việc khác, chứ mà không nhất thiết là phải đua boss tới. Dành cho việc khác chính là việc này các bạn này, kiếm mảnh vạn năng đúng không? Đấy thì đấy là cái sự kiện thứ nhất mà nó khai mở các bạn ạ.